đã đến rồi sao cũng là sau khi giọng nói ôn hòa mà không mất đi uy nghi vang lên ngoài điện sắc mặt phương hành lại thoáng đổi nhưng không dễ dàng phát hiện ra tim hắn đập như gõ trống sau đó tinh thần thoáng động cũng đã nhận ra chỗ giọng nói vang lên là ở bên ngoài đại điện như ba đám mây lành chiếm ở mỗi phương lơ lửng ở giữa chân trời ba người già hai nam một nữ đều mặc trang phục cổ khí cơ nguyên vẹn nhìn qua không ngờ hắn lại nhìn không ra tu vi của bọn họ thậm chí có thấy được bọn họ nhưng cảm giác bọn họ không ở đó cả người giống như hòa cùng thiên địa khiến người ta nhìn mà cảm thấy phát khiếp nhưng cũng sẽ không xa cách người nói chuyện chính là người bên trái của ba người đây chính là ba vị tiên tôn của đại xích thiên sao trên mà phương hành không thay đổi nhưng trong lòng đã sớm cảnh giác hắn đã muốn quay về đại xích thiên sao lại không chuẩn bị sẵn sàng chứ hắn đã sớm biết ở đại xích thiên bây giờ tiên đế có tu vi cao thâm khó lường nhất đã bế quan tu vi cao nhất quyền hành lớn nhất chính là ba vị tiên tôn này trong lời đồn đại ba người này chính là bằng hữu tốt trí thân của xích đế, chính là ở trong đại xích thiên này cũng không có danh phận thần tử, mà là dùng lễ trưởng lão để tiếp đón, đối với tu vi của bọn họ thì càng cao thâm khó lường, nghe nói không kém hơn xích đế bao nhiêu. Vừa rồi khi mới từ bên trong đại trận truyền tống đi ra, cũng đã thầm tìm kiếm ba người này, chỉ có điều hắn xem khắp đại điện nhưng không có phát hiện ra người nào thích hợp, còn tưởng rằng ba vị tên tôn này cao giá không có tới đón đế tử. Hắn chứ? Mãi đến khi câu nói kia vang lên, hắn mới ý thức được ba người kia thật ra đã sớm xuất hiện, chỉ là không có vào điện, mà chờ ở bên ngoài đại điện. Còn mối chốt chính là bọn họ thật ra đã ở cửa đại điện, cách đại trận truyền tống cũng không quá mấy trăm trượng, thế nhưng tu vi của bọn họ quá cao, mấy người hòa cùng thiên điện nên mình quả thật không có phát hiện ra, mãi đến khi bọn họ mở miệng nói chuyện mới ý thức được. Mà dựa vào tu vi của mình, cho dù là đại la kim tiên cũng không làm được đến bước này, ba vị tiên tôn này rốt cuộc có tu vi cao bao nhiêu trong lòng phương hành càng không dám chủ quan buông lòng. À, ba vị tiên tôn cũng tới à. Sau khi trong lòng thoáng động, phương hành nở nụ cười, nhanh chân đi ra ngoài điện, chủ động hành lễ với ba vị tiên tôn trên không trung. Ba vị tiên tôn kia đều có tử khí quanh quần, khí tức nguyên vẹn, tu vi thấp một chút thì chỉ có thể cảm giác được trước mắt như có một đám tiên khí ép người, giống như một mặt trời trói trang hạ xuống đỉnh đầu của người phàm, chính là muốn nhìn rõ hình dạng của bọn họ cũng không thể. Thế nhưng dù sao tu vi của phương hành không thấp, lại thêm ba vị tiên tôn này đều không có thi triển tiên uy về phía hắn, nên hắn ngược lại có thể thấy rõ ràng, thoáng nhìn liền thấy, vị tiên tôn bên trái kia chính là một lão giả dâu bạc trắng, để một cái đầu chọc lóc nhưng nhìn không ra tuổi tác, độ ra khí tức. Tĩnh mịch như tinh không. Mà người ở giữa kia là một thiếu niên tuấn mỹ nhìn chỉ có mười mấy tuổi, mặc áo bào màu trắng, tay áo bào rộng lớn có vẻ không vừa vặn, rất giống như người thu nhỏ gấp mấy lần, suýt nữa chôn trong cái áo bào kia gương mặt điển trai giống như một thanh trường kiếm thu thủy vừa được rút ra khỏi vò. Ngay cả Phương Hành cũng không khỏi cảm thán một tiếng, người này quả thật thay quần áo khác liền có thể đóng vai nữ tử rồi. Mà người bên phải lại là một đạo cô với gương mặt hiền lành, nhìn khoảng ba mươi mấy tuổi, hai mắt hơi nhắm lại, mặc dù cũng có mấy phần phong vận nhưng so với thân phận, địa vị cùng cảnh giới của nàng thì nhìn thế nào cũng có vẻ bình thường, điều duy nhất khiến cho người ta cảm thấy nàng bất phàm lại là bên cổ tay. Phải của nàng có một vòng tay màu xanh quấn quanh, nhìn kỹ lại thì đó đâu phải là một vòng tay chứ đó căn bản chính là một con rồng xanh với râu dài sừng dài đang uể oải quấn ở trên cổ tay của nàng giống như vật trang trí bái kiến ba vị tiên tôn phương hành đi tới ngoài điện cũng chỉ nhìn lướt qua liền nhẹ nhàng xá dài cười nói một tiếng dù chưa đối mặt với ba người này hắn vẫn lộ ra phong thái của ngạo không giảm giống như là một thiếu niên hùa theo hành lễ lấy ngạo kiêu điện hạ không cần khách khí như thế ngàn năm trước ngươi xảy ra chuyện, mệnh đang cũng tát, chúng ta đã từng than tiếc xúc động, cũng không nghĩ tới ngươi lại có kỳ duyên này, ngàn năm sau đã lần nữa trở về, ha ha, bất luận như thế nào, có thể còn sống trở về cũng tốt rồi. Nói chuyện vẫn là tiên tôn sâu bạc bên tay trái, lão hờ hững cười một tiếng, mở miệng, từ thái độ của hắn đối với phương hành có thể thấy thực sự không có xem hắn như đế tử, chỉ coi là vãn bối. Ha ha, còn sống trở về cũng không dễ dàng, lúc này không giống xưa đâu. Phương Hành cười một tiếng, trong lời nói ra lại dường như ngầm ám chỉ, ngầm mỉa mai. Ai, đứa nhỏ ngươi làm sao vẫn như thế chứ? Vị tiên tôn bên trái có dáng vẻ như đạo cô kia nghe vậy, lại khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. Ngàn năm trước, ngay cả tiên đế cũng thôi diễn không ra chỗ của ngươi, trên dưới đại xích thiên lại có biện pháp gì, không bằng bây giờ tốt xấu đã trở về, việc ngươi làm cũng đã làm rồi, cần gì phải làm ra dáng vẻ oán khí đầy cõi lòng như vậy ngươi ngẩng đầu lên, để bàn tôn nhìn xem ngươi có thay đổi hay không. Vậy thì khẳng định càng trở nên đẹp mắt hơn rồi, trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, sau đó cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Ôi, nhìn qua mặt Phương Hành, ba vị tiên tôn kia đều có phần xúc động, dường như gợi lên một sự lo lắng nào đó, mà bây giờ, lần đầu tiên gặp mặt sau ngàn năm, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không thất lễ tới mức dùng thần thức đến dò xét, thật sự chỉ là nhìn xem dáng vẻ của Phương Hành mà thôi à nhưng khi bọn họ bọn họ nhìn Phương Hành vị tiên tôn có dáng vẻ thiếu niên ở giữa chợt nhíu mày đậu xanh hắn không có đạo lý nào có thể trực tiếp nhìn ra được chứ trong lòng Phương Hành lại giật mình bắt đầu âm thầm cân nhắc càng nghĩ càng không có đạo lý vị đạo cô kia cùng tiên tôn dâu bà cũng có phát giác quay đầu nhìn sang thiếu niên kia có ý dò hỏi mà thiếu niên kia lại không nói gì thêm chỉ là buông hai mí mắt xuống thản nhiên nói mời điện hạ đi thay quần áo trước đi tiên tôn dâu bạc kia nhẹ nhàng gật đầu nhìn phương hành mỉm cười nói đế tử ngàn năm chưa về mặc dù tiên đế bế quan nhưng để tỏ lòng hiếu đạo cũng nên đến trước nơi tiên đế bế quan kính một nén hương mới phải tiên ban các bộ của đại xích thiên còn chờ đế tử triệu kiến vậy liền dựa vào lễ cổ đi tới trước ao thái thanh tắm rửa đi chúng ta sẽ ở xích tiêu tiên điện chờ đế tử sau khi ngài thay quần áo về liền tới đó triệu kiến quần thần là được rồi cũng tốt ta tắm trước, sau đó có vài chuyện muốn nói rõ ràng. Lúc này Phương Hành cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cười một tiếng, quay đầu đi ra ngoài. Đế tử mời tới bên này. Bên cạnh sớm có tiên tỷ khác tiến lên đón, run rẩy đi trước mặt hắn dẫn đường, mà ở bên trong tiên điện, một đám tiên tướng tiên quan đã sớm nâm nớp lo sợ đi theo ra ngoài, lúc này đang xếp thành một hàng cúi người ở phía trước điện. Lúc Phương Hành dẫn theo một đám tiên tỷ lực sĩ đi qua trước mặt bọn họ, tiếng cười lạnh vang lên như tát vào mặt một đám bọn họ làm bọn họ kinh hãi tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên nhất là những kẻ trong ngàn năm quá đã tỏ ý trung thành với đế thích vào lúc này càng kinh hãi muốn vỡ mật vừa ngẩng đầu nhìn phương hành lại bắt gặp tiếng cười lạnh kia tim càng run rẩy lợi hại hơn lần này phiền toái rồi chẳng lẽ đại xích thiên sắp nghênh đón một điều thanh tẩy lớn sao nhìn đế tử với khí thế hung ác đi xa sau một hồi lâu các tiên mới có người ngẩng đầu lên run giọng nói cái này ngàn năm qua, đế thích điện hạ danh chính ngôn thuận, chúng ta tỏ ý trung thành với hắn cũng là rất bình thường, ngày ấy lại thế nào? Dường như có người không cam lòng, cũng không biết đang thanh minh hay tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, có người khác cười khổ nói. Chúng ta có lẽ không có làm gì sai, nhưng điện hạ hắn đã có lúc nào để ý tới đúng hay sai. Người xung quanh nghe vậy lập tức không nói nữa, trong lòng mọi người đều hiểu, theo vị đế tử này trở về, đại xích thiên sắp nổi phong ba rồi, ngàn năm trước, vị này chẳng khác gì đế tử bị ném bỏ, chắc tất cả oán khí trong bụng đều sẽ trút ra ngoài. Nếu tiên đế vẫn còn, hắn còn có thể kiên kỵ, nhưng tiên đế đã bế quan, theo tính tình của vị đế tử này thì sợ rằng không giết ra biển máu ngập trời sẽ không chịu bỏ qua, mà hết lần này tới lần khác thân phận của hắn đặc biệt, nếu không phải là chuyện không thể làm, cho dù là ba vị tiên tôn sợ cũng không. Tiện quản hắn đâu? Vân gia tiên quân, không biết các ngươi dự định như thế nào, có người nhịn không được nhìn về một vị tiên quân mặc bạch y, khẽ hỏi những người khác nghe vậy đều im lặng sau đó ánh mắt phức tạp hướng về phía người đó thậm chí có chút đồng tình vị vân ra tiên quân này không giống với người khác người khác chỉ lo lắng đến lưu điên đến sẽ liên lụy đến mình mà vị vân tả tiên quân này cùng hai vị tiên tướng khác lại nhất định sẽ nhận liên lụy thậm chí cả đại xích thiên đều biết vị vân tả tiên quân này chính là cùng một mạch với đề thích rất được tín nhiệm thậm chí có thể nói là đế thích một tay nâng đỡ lên ba người hắn cùng nhấp cùng nhất hạ hậu hợp lại được gọi là long hổ quyền dưới trướng của đế thích hạ hậu chính là mãnh hổ vân gia được người ta gọi là ác long nhếp cuồng nhất thì là con chó điên mà ai ai cũng biết khi đế thích trốn ra chiến trường ngoại vực xa xôi chỉ dẫn theo mãnh hổ hạ hậu tiên tướng cùng chó điên nhớp cuồng nhất nhưng vị ác long vân gia này được coi trọng nhất đã ở lại giúp hắn chấn giữ cục diện chính là thế lực hàng đầu được đế thích để lại mà bây giờ đế thích chết ở bên ngoài các tiên tất nhiên hiểu rõ Người đầu tiên dưới trướng của đế thích điện hạ bị loại bỏ, chỉ sợ vị Vân gia tiên quân này nhất định phải chết. Tính thế nào? Vân gia tiên quân kia không hoảng hốt, lúc sau mới cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Cần gì phải dự định chứ, hắn nói dứt lời thì không nói chuyện với người khác nữa, quay người rời đi." Ha ha, xem ra thiên hạ thật sự có khả năng bị hắn làm cho đại loạn rồi. Mà vào lúc này, nhìn qua các tiên tướng tiên quan oai phong bên ngoài tiên điện đã trở nên hỗn loạn lý uyển cũng khẽ cười một tiếng trong lòng âm thầm than thở một tiếng chỉ có điều sau khi than thở xong trên mặt vẫn cười lạnh âm thầm phỏng đoán một phen càng phát giác phương hành đang cố tỏ ra huyền ví nhưng cũng lời nói sớm cho bọn họ điều gì chỉ bước nhanh trên hư không chạy thẳng tới chỗ ba vị tiên tôn giữa hư không từ phía xa thi lễ vẻ mặt nghiêm túc nói ba vị tiên tôn vẫn mong hãy đợi một lát đế uyển còn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo quả nhiên không hổ là đại xích thiên ba một trong đại thánh địa tam thập tam thiên vốn là nơi có tiên khí nồng đậm vượt xa thiên nguyên mà ở đại xích thiên này càng nồng đậm đến mức gần như hóa thành tiên dịch bây giờ phương hành đã đến trong a thái thanh hắn cũng không biết đây là nơi nào chỉ biết là nơi tắm rửa chính là một đầm nước lạnh có dãy núi vây quanh bờ đầm đã được lát bằng ngọc trắng tinh mỹ càng lộ ra vẻ lộng lẫy khác thường cảnh lạ trong thiên địa kết hợp với dị trạm trổ tinh xảo càng tôn nhau lên càng thêm lộng lẫy càng kỳ lạ chính là ánh mắt chỉ thoảng quét qua liền có thể phát hiện các góc điện xung quanh đều như có giọt xương màu tím nhỏ xuống mà mỗi giọt xương màu thật thật ra đều là tiên khí nồng đậm đến mức độ nhất định sau đó hóa thành tiên dịch chậm rãi tụ lại một chỗ sau đó nhỏ xuống chỉ là còn chưa nhỏ xuống đất cũng đã hóa thành xương một lần nữa tiêu tan ở không trung nhìn qua cảnh tượng này phun ra nút vào tiên khí nồng đậm xung quanh trong lòng phương hành cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng đại xích thiên này vốn chính là một trong những thánh địa có tiên khí nồng đậm nhất của tam thập tam thiên bằng không cũng không sẽ sinh ra ra thánh vật đế lưu tương xích tiêu tiên vương càng không có khả năng đặt chân ở vực này cuột khởi thành đế mà ở trong mối loạn ngàn năm trước xích đế công phạt các thiên thống ngự thiên địa nam phương đặt tên gọi là ngũ thiên xích còn tập trung rất nhiều tài nguyên ở năm thiên khác đến đại xích thiên kể từ đó tiên khí ở đại xích thiên càng nồng đậm vượt xa các chư thiên khác đơn giản chính là tiên cảnh thật sự nơi người tu hành tha thiết ốc mơ. Mà vào lúc này, hắn đang cởi trần, tùy tiện nằm ở trong ao, hướng thụ hiệu quả tẩy cốt tịnh thần do đầm nước mang tới, đạt đến cảnh giới cỡ hắn, cơ thể không dính bụi, chữ tắm rửa cũng không phải là tẩy trần, ngược lại càng giống như tĩnh tâm giữ thần. Chỉ có điều 99 mỹ nhân tuyệt sắc xung quanh cũng không dám nhàn rỗi, tất cả đều khoác lụa mỏng, đi tới đi lui, đốt hương hương, nấu trà, treo áo bảo hoa mỹ của đế tử, bố trí 36 tầng giữa linh trận, bận rộn không ngừng. Mặc dù đều là tiên tỷ, nhưng tu vi trên người bọn họ không ngờ được không yếu, đều là tu vi nguyên anh, cũng xem như là tán tiên rồi, chỉ là không biết nguyên anh của các nàng là tự mình tu luyện ra được, hay là dùng bí pháp nào đó của đại xích thiên để kích thích ra. Phương hành đoán hẳn là cái sau nếu không đại xích thiên cũng thật đáng sợ. Tới đây tới đây, hai người các ngươi qua xoa bóp vai cho ta, không cần mặc quần áo, phương hành chỉ vào hai vị tiên tỷ nhìn vừa mắt nhất, bảo họ tới bóp vai cho mình, hắn dài thở một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng cũng ngầm nghĩ tới. Cũng đến lúc rồi. Đế tử điện hạ giá lâm, đại xích thiên, xích tiêu tiên điện, một tiếng kêu trầm bồng su dương vang vọng dưới bầu trời màu tím, mà vào lúc này, 36 vị tiên tướng cùng tiên quân các bộ bên trong tiên điện đang bàn tán ầm ĩ đã lập tức im lặng. Ba vị tiên tôn còn chưa đi vào, nhưng khi đế tử đi tắm và thay quần áo cũng đã cách một ngày, các vị tiên tướng cùng tiên quân đều ở chỗ này chờ đế tử đến bọn họ đều biết lần này triệu kiến trên danh nghĩa là nghênh đón đế tử từ chiến trường ngoại vực trở về tìm hiểu rõ tình hình chiến trường nhưng trên thực tế lại là tuyên bố đế lưu điện hạ biến mất ngàn năm chính thức trở về lấy lại mọi thứ của hắn một góc độ khác cũng chính là cơ hội tốt để vị đế tử này chuẩn bị báo thù vào ngàn năm trước đế lưu điện hạ bị cướp đi tất cả trong lòng nhất định có rất nhiều oán khí cần trút ra nhất định là có rất nhiều người sẽ bị hắn trả thù hoặc nói là trở thành nơi hắn trúc giận vua nào triều thần ấy cái này không có gì đáng nói, chỉ là ở trong lòng các tiên cầu nguyện, tuyệt đối đừng để cho mình trở thành nhóm mục tiêu đầu tiên của đế tử, trực tiếp nộp mạng, hãy để cho mình có được một cơ hội trục tội, một lần nữa đứng vào đúng hàng ngũ. Soạt. Cũng vào lúc ý nghĩ thế này lóe lên trong lòng các tiên, ngoài điện có một động lớn vang lên, đế lưu mặc tinh kim giáp cốt màu vàng, chân đạp giày vàng theo mây đen, đầu đội mũ miệng vào tím vàng, lưng treo thiên bá man đao, phía sau khoác áo choàng màu đỏ từ ngoài điện chậm rãi đi đến các tiên quay đầu nhìn lại lập tức bị khí thế trên người hắn làm cho vội vàng cúi đầu đế lưu điện hạ vừa mới tắm rửa xong ở trong ao thái thanh đã đổi lại giáp trụ mới khí tức liền giống như khác hẳn với lúc mới trở lại càng thêm hung ác điên cuồng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng mà trên mặt của hắn không hề tươi cười thậm chí cũng không nhìn các tiên đã trực tiếp xuyên qua lối đi giữa các tiên đi thẳng đến trước xích tiêu tiên điện ngồi xuống một chiếc thái sư kỳ phía dưới vương tọa màu đỏ nơi đó chính là chỗ ngồi của đế tử vương tọa màu đỏ chính là chỗ của tiên đế, chỉ có tiên đế có thể ngồi, phía dưới là chỗ của đế tử. Bái kiến đế tử, phía dưới, các tiên lập tức đứng dậy, trầm giọng bái kiến, có thể vị đế tử kia lại trực tiếp ngắt lời bọn họ, ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói. Ba vị tiên tôn đi đâu, các tiên phía dưới cứ người lại, liền có người bẩm báo. Ba vị tiên tôn dường như đang thương lượng chuyện quan trọng với đế uyển công chúa chuyện quan trọng à. Đế lưu cười lạnh, trên mặt lộ vẻ khinh thường, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Gọi bọn họ trở về. Các tiên phía dưới đều khẽ giật mình, vị tiên thị kia lộ ra vẻ mặt khó xử, hiển nhiên không dám thật sự đi gọi, nhưng cũng vào lúc này, ngoài điện đã vang lên một giọng nói. Điện hạ đừng vội, chúng ta tới rồi. Sau đó liền thấy ở ngoài điện xích tiêu có bốn bóng người hạ xuống và chậm rãi thu lại thần thông, sau đó cùng tiến vào tiên điện đó chính là ba vị tiên tôn cùng đế uyển công chúa mặc trang phục trắng như tuyết vẻ mặt ba vị tiên tôn kia có vẻ trầm lặng sau khi vào điện liền lặng lẽ nhìn nấy lưu mà đế uyển công chúa lại cười khẽ nụ cười trên mặt lộ vẻ kiều mị mà thong dong nhẹ nhàng tiến vào tiên điện đi tới trước các tiên sau đó hai tay đặt ở trước bụng dưới khẽ nhún chào mà ba vị tiên tướng không ngờ cũng vậy sau khi tiến vào tiên điện chỉ liếc nhìn nấy lưu vài lần rồi không nói thêm gì nữa loại cảm giác này ngược lại không thể hiểu thấu khiến cho bên trong tiên điện có thêm mấy phần quỷ dị. Ngược lại là vị trưởng lão hát lễ đứng ở bên cạnh đế lưu có chút bối rối, dường như không nghĩ tới vào lúc này ba vị tiên tôn lại giữ vững im lặng, dáng vẻ không ai muốn nói nhiều. Bầu không khí trong tiên điện này trở nên lúng túng, cũng chỉ có thể tự mình đến hóa giải. Trên mặt lão cố tỏ ra vui mừng, đảo mắt nhìn các tiên phía dưới và cao giọng nói. Thật may mắn thay. Tiên đế có nhi tử tên đế lưu, thiên tư cái thế, ân tử vô song, phúc phận lâu dài, Thời nhỏ đã được tiên đế coi trọng, phong làm đế tử, chư thiên vạn giới, người người đều ăn mừng, chỉ tiếc trên con đường tu tiên có đạo kiếp, đế tử điện hạ vì đuổi theo tội vương nên chúng mai phục, bị vây khốn ở ung minh. Lúc mệnh đang tắt, tiên đế đau lòng, các tiên bị thương, hận không thể dùng thân thay thế, nhưng đế tử ta may mắn, phúc sao có thể cạn, vào lúc tình hình đang căng thẳng, ngoại vực nội vực đang chinh chiến không ngớt, tiên đế vì cầu đại đạo bế quan đang cần có người ngăn cơn sóng giữ, đế lưu điện hạ phá kiếp trở về phạt loạn đánh cho kẻ địch phải bỏ chạy vị trưởng lão này nói tất nhiên đều là lời dễ nghe cố gắng giữ gìn đế lưu điện hạ thậm chí vừa rồi đã sai người đưa một phần những lời này đến ao thái thanh cho đế lưu điện hạ xem qua cũng tùy hắn sửa đổi các tin tướng trong đại điện cũng đều hiểu có chuyện gì xảy ra dù trong lòng xem thường cũng không có người nào dám nói ra lời nào không phải trong điện tĩnh mịch như từ vực ha ha nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc trưởng lão này nói đến đoạn quan trọng bỗng nhiên dưới điện truyền ra một tiếng cười lạnh bên trong tiên điện đang nặng nề một tiếng cười lạnh này càng thêm đột ngột vô cùng khác thường nhất thời các tiên đều ngơ ngẩn quay đầu hướng nhìn về phía người cười lạnh kia và bị dọa tới không dám mở miệng nói chuyện nữa vào lúc này cho dù là vị trưởng lão kia cũng phải dừng lại một chút không biết nên nói tiếp thế nào người cười là vân gia tiên quân ác long vân gia một trong nhất long nhất hổ nhất quyển dưới trướng của đế thích hắn cũng là một trong những người được tất cả mọi người vô cùng xác định là chắc chắn phải chết nhưng không ai nghĩ tới, trong thời gian quan trọng này, hắn lại có thể lớn mật vượt trời, lại dám phát ra tiếng cười lạnh, đây rõ ràng là đang xúc phạm với uy nghiêm của Đế Lưu Điện Hạ, đang tìm cái chết. Ngươi cười cái gì? Trong sự yên lặng, ánh mắt Đế Lưu cũng hờ hững nước xuống, nhìn trên mặt Vân ra. Giọng nói bình thản không có chấn động, nhưng ai nấy đều nghe được sát khí nồng đậm trong đó. Ha ha, ta chỉ là cười các tiên bên trong điện này, mà đối mặt với ánh mắt của Đế Lưu Điện Hạ, không ngờ vân gia tiên quân kia lại giống như điên thật rồi thế mà lại mở miệng mỉm cười nói đế lưu điện hạ đã chết ngàn năm lâu bây giờ sống lại tất nhiên cũng xem như là một việc vui chỉ có điều có câu công bằng ta muốn nhắc nhở mọi người trong một ngàn năm này đế tử được công nhận chính là đế thích điện hạ đây chính là do tiên đế chính miệng sắc phong tiên mệnh của đế thích điện hạ cũng là do tiên đế tự tay ban cho Bây giờ mới nghe nói đế thích điện hạ ở chiến trường ngoại vực không tuân lệnh mà một mình dẫn binh tiến vào sâu trong tinh vực, đến nay không biết tung tích, thậm chí có khả năng ngã xuống, vậy đế tử cũng chỉ còn lại có một người. Hắn nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó mỉa mai nói. Chỉ có điều, những lời buồn nôn kia thì thôi đi, cho dù đế lưu điện hạ trở về, cho dù hắn vừa về khắp trốn mừng vui, ta lại muốn hỏi một chút, nhổ loạn gì, đuổi giặc nào. Vân gia tiên quân quả nhiên là đang tìm cái chết các tiên trong điện nhất thời yên lặng như tờ ai còn không biết chuyện gì xảy ra nữa không phải là người nói ra hay sao chẳng lẽ là sợ đến lưu điện hạ mềm lòng buông tha mình nên mới vội vàng tìm chết sao quả nhiên vị điện hạ ngồi ở phía trên không có mở miệng phản bác chỉ lườm vân ra tiên quân một cái nhìn hắn giống như nhìn người đã chết sau đó ánh mắt liền hờ hững rời đi đảo qua các tiên và thản nhiên nói còn có ai nghĩ như vậy không bên trong đại điện yên lặng tới mức ngột ngạt ai nấy đều kinh hãi cúi đầu không dám ngẩng lên. Một người thật sự muốn tìm chết đã ngại nhiều, làm sao có thể còn có người khác chứ? Điều khiến cho người ta không nghĩ ra là thật sự vẫn còn. Mạc tướng cũng cảm thấy câu nhổ loạn phản chính này dùng thực sự hoang đường. Trong các tiền tướng phía dưới có một vị thái ất thượng tiên tóc hoa dâm đứng dậy, từ tố nói. Không sai, Tiểu Tiên nhận được tiền mệnh không đến 500 năm, chỉ biết có đế thích điện hạ mà không biết có đế lưu điện hạ, lại có một người đứng dậy, không ngờ chỉ là một tên tiểu tiên quân cảnh giới chính tiên. Cứ như vậy, bầu không khí trong điện không chỉ làm cho các tiên, mà ngay cả đế uyển cũng không nhịn được phải nhíu mày, ai nấy đều biết đế thích đã chết rồi, đế lưu trở về sẽ trở thành đế tử duy nhất. Cũng bởi vì ai nấy đều biết vị đế lưu điện hạ này có lòng dạ nhỏ như đầu tim, hung ác điên cuồng, tất nhiên muốn chút oán khí ngàn năm. Bởi vậy, bây giờ trong lòng các tiên bên trong tiên điện này đều nghĩ giống nhau, một mặt là cố rũ sạch quan hệ cùng đế thích mặt khác cũng cố hết sức không đi chờ chọc vị đế lưu điện hạ vừa trở về này chỉ mong oán khí của hắn sớm chút hết để đại xích thiên được yên tĩnh còn vị đế tử này nói cái gì thì tùy hắn đi dù sao người thắng làm vua người thua làm giặc lúc trước đế thích trở thành đế tử cũng không có buông tha người ở bên cạnh đế lưu điện hạ nhấp cuồng nhất kia trực tiếp giống như kẻ điên giết gần như tất cả thiếp thất cùng với những tiên nhân không muốn thay đổi môn đình bây giờ hắn trở về một lần nữa trở thành đế tử nói một câu rút loạn phản chính thì đã làm sao. Nhưng điều khiến người ta không nghĩ tới chính là ở phía trên tiên điện này lại xuất hiện tình cảnh như vậy, lấy vân gia tiên quân dẫn đầu lại thật sự có người đứng dậy khiêu khích đến lưu điện hạ, phản đối hắn, mà làm ra hành vi muốn chết này lại thậm chí không chỉ một người, từng người nối tiếp nhau, trước sau lại có tới. bảy Tám người đứng dậy, nói ra lời này, các tiên quả thật xem không hiểu, vào lúc này đế uyển vốn muốn nói, nhưng nhìn ba vị tiên tôn chỉ đứng đó trước mắt nên cũng im lặng, nàng cũng không rõ đám người vân gia tiên quân đang làm gì, chỉ là nàng cũng không để ý. So với kế hoạch của mình, đám người vân gia tiên quân chỉ là cho bụi mà thôi, đế thích đã chết đi, bọn họ nhất định phải chết theo, dù cho là mình trở thành đế nữ mới, để nâng đỡ người thân cận với mình, chắc hẳn cũng phải tiêu diệt bọn họ. Bởi vậy, bọn họ muốn chết cũng tốt, cái gì cũng được, đều không đáng kể, thậm chí nàng cũng không ngại nhìn những người này bị vị. Đế lưu ca ca, kia chém chết rồi mới tiến hành kế hoạch của mình ha ha bản đế tử cũng không nghĩ tới kẻ rác rưởi như đế thích đã chết rồi lại còn có nhiều người nhảy ra biểu thị lòng trung thành như vậy xét từ một điểm này bản đế tử ngược lại đã hiểu được ngàn năm trước xảy ra chuyện gì nói vậy vào lúc ấy một vài tùy tùng của bản đế tử trung thành với bản đế tử cũng không biết cân nhắc như vậy mới bị con chó điên kia giết sạch sành, sành xanh chứ gì mà vào lúc này ánh mắt của vị đế lưu điện hạ kia chậm rãi đảo qua các tiền đứng ra dưới điện hạ cũng nhẹ nhàng mở miệng trên mặt dường như mang theo vài phần ý cười nói cứ điều sau ngàn năm trấn áp bản đế tử ngược lại cũng đã suy nghĩ thông suốt một vài chuyện các ngươi đã hỏi ta tại sao muốn nói bốn chữ nhổ loạn phản chính vậy ta liền giải thích cho các ngươi một chút cũng không sao à cái gì là chính cái gì là phản hắn lạnh lùng nói bí mắt chậm rãi nâng lên bên trong dường như có một ánh sáng tối tăm lóe lên giọng nói cũng bỗng nhiên cao hơn, mang theo một sự hung bạo cuồng loạn và bá đạo khó có thể hình dung. Bản đế tử chính là chính, trừ ta ra, các đế tử khác đều là phản. Bản đế tử là người đầu tiên được tiên mệnh, vậy ta chính là đế tử chân chính, tuy rằng ta có mấy huynh đệ muội, nhưng phụ vương ban tiên mệnh cho ta, vậy thì đã xác định ta mới là đế tử chân chính của phụ vương. Chỉ cần ta còn một ngày không tử, vậy những người khác liền không có tư cách ngồi vào trên vị trí đế tử này, ngàn năm trước ta vì đuổi theo thái hư tiên vương rồi chúng phải quỷ kế của ông già kia bị tiên phách của lão trấn áp nên ngàn năm không về tên giác rưởi đế thích kia lại nhân cơ hội đoạt lấy danh hiệu đế tử này ha ha cái này không phải là phản lại là gì dù cho có nhiều người hơn nữa cho rằng ta đã chết nhưng dù sao ta không chết dù cho hắn là do phụ vương chính miệng sắc phong nhưng chỉ cần ta trở về thì hắn chính là giả mấy câu này nói ra bên trong tiên điện vang lên hồi âm chấn động không ngừng mà trong mắt đế lưu lại tràn đầy sát cơ, nghiến răng cười gàn. Còn có ai cảm thấy bản đế tử nói không đúng nữa, yên tĩnh, sau một phen nói ra những lời cường từ đoạt lý, tiên điện bên dưới chỉ còn là một sự yên tĩnh giống như chết. Không người nào dám nói hắn nói không đúng, dù cho thật sự không đúng cũng không dám nói, thậm chí các tiên còn cảm thấy đế lưu nói ra mấy câu nói như vậy cũng không có gì bất ngờ, bởi vì vị đế tử này vốn đã hung hăng điên cuồng bá đạo như vậy. Người này diễn vẫn như thật vậy ngay cả trong lòng đế uyển cũng không nhịn được cười gàn một tiếng trong lòng thực sự có chút không rõ kẻ giả mạo đế tử này rốt cuộc là thần kinh quá thu hay là người quá ngốc đây lẽ nào hắn còn không nhận ra được mình đang tham dò không có phát hiện ra mình đã nghi ngờ bất cứ lúc nào cũng có thể vạch trần hắn hay là nói hắn đã nhập vai quá sâu thật sự coi mình là thành đế tử mà vào lúc này nàng cũng không nhịn được quay đầu nhìn ba vị tên tôn những gì nên nói mình cũng đã nói rồi chỉ chờ một thời cơ thích hợp để đứng ra mà thôi Ba vị tiên tôn dường như không mấy tình nguyện nhìn thấy mình trở thành đế nữ, nhưng bọn họ có thể có lựa chọn gì. Mà khi trong lòng đế huyền dâng lên các suy nghĩ thì vân gia tiên quân ở phía trước cũng hờ hững mở miệng. Ngươi là xem vị trí đế tử là của ngươi sao? Ha ha, đế lưu điện hạ à, có lẽ là ngươi vẫn luôn không rõ một vấn đề, đại xích thiên này là của tiên đế bệ hạ, mà các ngươi chỉ là bốn nhi tử của ngài mà thôi, ngài ban tiền mệnh cho ai thì người đó chính là đế tử chân chính. Trước đây ngươi đúng là đế tử duy nhất, nhưng điều này dù sao cũng là chuyện lúc trước huyết thống của tiên đế không chỉ có một mình ngươi nói cách khác bất kể là các vị điện hạ hoặc công chúa ai đều tiên mệnh đều có tư cách trở thành đế tử hoặc là đế nữ không phải sao a à, người này nói chuyện thật suy tai đế huyền nghe xong lời ấy trong lòng hơi run rẩy sau đó âm thầm nở nụ cười ha ha đúng đấy mà vào lúc này đế lưu ở phía trên nghe xong lời này vẻ mặt cũng có chút quái lạ sau đó nở nụ cười nhàn nói một tiếng. Đế tử chỉ có thể có một, bất luận là phụ vương sinh bao nhiêu rác rưởi, nhưng cũng chỉ có một người có thể có được tiên mệnh, hoặc nói người sống có được tiên mệnh chỉ có thể có một, cũng chính bởi vậy, tên rác rưởi đế thích kia mới chết, số còn lại, ai dám đi giành tiên mệnh đây. Các tiên nghe được mấy câu nói như vậy, trong lòng đều bồn chồn. trên trình độ nào đó, đế lưu điện hạ nói vậy là ở trước mặt mọi người thừa nhận đế thích điện hạ chết ở trong tay hắn, hơn nữa, Lời bá đạo như vậy cũng nói ra được, còn có thể có lời gì để nói nữa? Đám người vân gia tiên quân gây ra một trò khôi hài này, cũng nên kết thúc rồi chứ? Ta dám. Tuy nhiên ngay khi trong lòng các tiên đều xuất hiện một ý nghĩ như vậy, liền có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Các tiên đều ngẩn ra, cùng quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy ở ngoài đại điện có một người đi đến, người này mặc áo giáp đen, trên đầu cũng đội tiên khôi nhưng không thấy rõ gương mặt, khí thế trên người càng không hiện ra chỉ là người này cũng không khiến người ta cảm thấy xa lạ bởi vì bộ chiến giáp này chính là người dưới trướng của tử huyền tiên soái các tiên còn nhớ chính là người này đi theo đế lưu điện hạ đế uyển công chúa từ chiến trường ngoại vực trở về có người nói là truyền quân tình quan trọng chỉ là các tiên đều tập trung chú ý ở trên người đế lưu điện hạ nên căn bản không có người nào chú ý tới vị tiên tướng này sau đó chẳng ai nghĩ tới vào lúc này hắn lại đi vào còn nói một câu như vậy hiển nhiên cục diện trong sân đã thay đổi người kỳ lạ kia bỗng nhiên xuất hiện ngay cả đế lưu điện hạ cũng kín đáo nhướng mày sau đó sắc mặt của hắn còn ở duy trì bình tĩnh nhàn nhạt hỏi ngươi là ai ta là ai người lạ kia tự nói sau đó cười khẽ giọng nói bỗng nhiên biến đổi tam ca ngươi không nhớ ta sao một câu này nói ra sắc mặt đế lưu lạnh lẽo sắc mặt đế uyển cũng đại biến mà vào lúc này người lại kia đã giơ tay tháo khôi giáp của mình lại lộ ra một gương mặt điển trai nhưng ti tái nhợt nét mặt không ngờ có chút tương tự với đế lưu chỉ là có vẻ hơi non nớt khí tức trên người cũng không quá mạnh chỉ là trình độ chính tiên xem ra chỉ là một vị tiên nhân bình thường nhìn trong điện đã dần dần có nhận ra hắn vẻ mặt nhất thời thay đổi từng người giống như thấy quỷ thậm chí sợ hãi đến mức giống như thủy triều giạt ra hai bên ngón tay liên tục run dày đế nhai điện hạ có người giật mình kêu lớn một tiếng kêu này làm mấy người như gặp phải mà. Ai có thể nghĩ tới trong trường hợp này, con mèo sai sắp bị người ta quên lãng lại xuất hiện chứ? Hắn không phải được gọi là tên rác rời sao, làm sao có lá gan sông vào xích tiêu điện, làm sao có lá gan nói ra câu nói kia. Quan trọng hơn chính là, hắn làm sao có thể từ chiến trường vượt ngoại mượn đại trận truyền tống trở về được. Đế nhai, sao ngươi lại ở chỗ này, bên trong tiên điện đột nhiên có một tiếng rít gào vang lên, đó là đế uyển đang trốn mắt há hốc mồm nàng ngơ ngác nhìn đế nhai vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt hầu như khó có thể tin tưởng được điều càng làm cho nàng khó có thể tin nổi chính là nàng cảm nhận được khí thế trên thân của đế nhai điều này làm cho giọng nói của nàng cũng bắt đầu run rẩy người người làm sao có thể có được tiền mệnh rào một câu nói này đã nhắc nhở các tiên trong điện bọn họ càng nhìn trong lòng càng sợ hãi đúng vậy vị đế nhai điện hạ này tuy có tu vi không cao nhưng trên người rõ ràng có khí tức của tên mệnh các tiên đã thấy rất nhiều tiên nhân, ngược lại nhất thời chưa phát hiện. Nhưng vào lúc này, bọn họ khiếp sợ phát hiện ra vấn đề này, tiên mệnh ở trên thân bất luận người nào đều bình thường, nhưng ở trên thân của đế nhai điện hạ lại không bình thường, bởi vì hắn dù sao cũng là đế tử. Ha ha, tứ tỷ đã quên nói cho tỷ biết, trước khi tỷ đi chiến trường vực ngoại, ta cũng đi tới rồi, đế nhai nở nụ cười, cười cực kỳ đẹp, thoải mái nói. Nghe nói tam ca chết đi sống lại, ta làm sao có thể bỏ qua vụ náo nhiệt này chứ? Ha ha, chỉ có điều ta chỉ trong âm thầm đi gặp sư tôn tử huyền tiên soái, người đã dạy ta về tu hành nên không có để lộ thân phận mà thôi. Sau đó ta đã nghĩ chỉ đùa với người nên che giấu khí tức, theo các người cùng trở về, hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay, như đang nói việc nhà, cười nói. Về phần tiên mệnh trên người ta à, ha ha, ta đã chiếm được rất nhiều năm rồi, chỉ là không dám luyện hóa mà thôi, lần này ta nghĩ, có khả năng đại xích thiên cần một người mới luyện hóa tiên mệnh, không phải là ngươi thì chính là ta, vì lẽ đó ta mới đùa với tứ tỷ, lặng lẽ luyện hóa tiên mệnh này. Đùa à! Gương mặt xinh đẹp của đế uyển phủ kín vẻ tối tăm, nàng đã ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn, mình quả thật phạm phải một sai lầm lớn, khi đế uyển cảm nhận được khí tức tiên mệnh trên người đế nhai, cũng đã ý thức được điểm ấy. Lúc đầu nàng vốn cho rằng thần hồn còn sót lại của độc long tử đến tìm nàng, cũng nói ra sự nghi ngờ trong lòng đế thích cho nàng viết, nằm nắm giữ tất cả những điều này ở trong tay của mình, bao gồm bí mật lớn nhất là vị đế lưu giả mạo này, cũng bao gồm lập trường của tử huyền tiên soái, thậm chí còn bao. Gồm phản ứng của ba vị tiên tôn sau khi nghe được chuyện này, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của nàng, nhưng mãi đến nhìn thấy đế nhai, nàng mới chợt phát hiện ra, hóa ra tất cả đều không phải nằm trong tay mình, mà mình không nắm giữ được gì cả. Nàng trải qua nhiều lần thăm dò, lại thêm nghi ngờ của tử huyền tiên soái, đã xác định được sự thật đế lưu này là giả mạo, lại biết đế thích đã chết nên lập tức ý thức được cơ hội lớn đang ở trước mặt nàng, chỉ cần vạch trần chuyện đế lưu này, vậy đại xích thiên tự nhiên sẽ không có lý tử, bằng mình lập công. Lao lớn này thì đương nhiên có thể thuận lý thành trương ngồi lên vị trí đế nữ, dù sao bây giờ tiên đế bế quan, đại xích thiên chỉ có ba vị tiên tôn cũng không dám khống chế chuyện này, chỉ có thể mặc cho tất cả xảy ra một cách tự nhiên. Mà trước khi trở lại đại xích thiên, nàng cũng nói qua với tử huyền tiên soái Xác định tử huyền tiên soái ngoại trừ giúp đỡ mình cũng không có cách khác dù sao đế tử giả được hắn sung túng mới giết đế tử thật cái này nói trắng ra chính là tội lớn chu di mười tộc nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới vào lúc mình nhìn chằm chằm vào đế tử giả chưa có thời cơ vạch trần hắn trong bóng tối cũng có người nhìn chằm chằm vào mình đế nhai con mèo sai không ai để ý cũng không có người nào hiểu được chỉ nghe hắn cười hì hì và nói ra câu cuối cùng nàng mới ý thức tới hóa ra bất luận mình làm gì cũng chậm một bước lúc trước mình nghe nói đến lưu sống lại cũng đã ý thức được cơ hội ngàn năm một thở tới ban đầu chỉ có một vị đế tử đại xích thiên thế mà bây giờ xuất hiện hai vị đế tử vậy không có gì có thể nói nữa hai vị đế tử này chắc chắn sẽ đánh nhau tới khi phân ra chết sống mà chỗ nàng hy vọng cũng là hai vị đế tử đánh nhau hoặc là nói cùng chết đi chỉ là vừa bắt đầu trong lòng nàng còn có chút buồn chồn lo lắng đế lưu ngàn năm chưa về không phải là đối thủ của đế thích vừa đối mặt sẽ phải nộp mạng bởi vậy cũng chỉ có thể kiềm chế không hành động Mãi đến khi nghe nói đến lưu cùng đế thích lần thứ hai giao phong, kết thúc bằng cách chiến thắng toàn diện, nàng mới rốt cục xác định được đế lưu, vị đế tử ngàn năm trước này quả nhiên không phải là đèn dầu cạn, điều này cũng cho nàng lòng tin kiên định hơn, lập tức chạy tới chiến trường vực ngoại, kỳ thật chính là vào thời. Điểm mấu chốt, giúp tam ca của mình, chỉ có mình giúp đế lưu mới có thể thật sự làm cho hắn cùng đế thích đánh nhau tới sống chết, mặc dù tất cả đều chỉ là đại thế thôi diễn, không có kế hoạch cụ thể, nhưng trong lòng của nàng lại có phần mong đợi ban đầu trên đường khi đế lưu chạy tới tinh vực nàng càn đường nhắc nhở phương hành cẩn thận cũng đã là làm theo suy nghĩ của nàng mà sau khi đến chiến trường vực ngoại nàng không ngờ phát hiện ra chuyện này đã ngoài dự đoán của nàng vị đế lưu ca ca kia không cần mình trợ giúp hắn cản bản là dùng dao sắc chặt tay dối đã giết chết đại ca của mình đế thích rồi cũng vào lúc đó nàng đành phải đổi phương pháp sau khi nàng giữ lại thần hồn của độc long tử thoát ra sau khi thì nát xương tan nhưng không phải là vì giúp hắn mà là thu thập chứng cứ đế lưu tự tay chém giết đế thích, giữ lại cho mình dùng, dù sao đế tử tương tàn không phải là chuyện quang minh gì. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không chừng có thể ảnh hưởng tới phụ vương tính tình dữ dằn của mình, nói không chừng hắn sẽ đích thân phế bỏ đế lưu, cho mình cơ hội, nhưng vào lúc này, nàng lại gặp vận may lớn, thần hồn của độc long từ không chỉ mang tới chứng cứ phạm tội của đế lưu. Hắn mang tới chính là tin tức càng làm cho nàng khiếp sợ hơn, đế lưu ca ca sống lại từ ngàn năm trước trở về lại là giả, lần này, có thể xem như nàng nhạt được trọng bảo, trong lòng gần như vui mừng muốn phát điên, giống như nắm được bảy tắc của con rắn độc vậy. Cũng là bắt đầu từ khi đó, suy tính của nàng đã không phải là đánh bại đế lưu như thế, mà là làm thế nào để ngồi vững trên vị trí đế nữ, dù sao tam thập tam thiên còn có chút khuynh hướng trọng nam khinh nữ. Thương đế biết lập xuống đế nữ, nguyên nhân là hắn chỉ có một nữ nhi như vậy, mình lại không phải. Nàng còn có đệ đệ tên là đế nhai, chính là kẻ nổi danh tử quỷ ở đại xích thiên, nhưng dù sao hắn cũng là thân nam nhi cho nên đế uyển cũng không dám quá mức thả lòng phải để cho mình ngồi vững trên vị trí đế nữ bởi vậy nàng liền nghĩ cách ép tử huyền tiên xoay đứng ở bên phía mình vị này có địa vị gần với ba vị tiên tôn tiên soái ủng hộ vậy trong vòng mấy ngàn năm mình sẽ âm thầm hoạt động ở đại xích thiên cũng có vài người ủng hộ lại thêm nàng âm thầm bố trí các quân cờ ở các thế gia tại thất muội thiên ám xương thiên nàng thật sự có lòng tin sau khi vạch trần thân phận của vị đế tử giả này bảo đảm được chuyện mình ngồi lên vị trí đế nữa Trước đây nàng đã nói chuyện qua với ba vị tiên tôn, ba vị tiên tôn quả thật có chút do dự, không biết nên để nàng hay là Đế Nhai trở thành thiếu chủ mới của Đại Xích Thiên, thế nhưng cũng như nàng suy đoán, ba vị tiên tôn không dám đưa ra ý kiến đối với chuyện này, muốn tránh nghi ngờ. Bởi vậy, nguyên tắc của ba người bọn họ sẽ chỉ là thuận theo tự nhiên, ai có bản lĩnh thì người đó trở thành thiếu chủ của Đại Xích Thiên, tất cả kế hoạch này vốn không nên có vấn đề, mình đã an bài thỏa đáng, Đế Nhai lại mơ hồ tự nhiên chen vào. Hơn nữa coi như hắn không có mơ mơ màng màng lại thế nào, hắn là một phế vật mà mọi người đều biết, thậm chí ở đại xích thiên không có chút lực ảnh hưởng nào của riêng mình, coi như hắn biết cũng không có tư cách tranh đoạt gì với mình. Đương nhiên, vào lúc này tất cả suy tính của mình đều đã được chứng minh, chỉ là một trò cười, không chỉ là mình ý thức được chiến trường vực ngoại có cơ hội, còn có con màu sai kia nữa. Hắn cũng đi chiến trường vực ngoại, chỉ là che giấu để đi, không có xuất đầu lộ diện, mà khi mình cực khổ bố trí chuẩn bị tất cả, hắn lại chỉ dùng một phương pháp liền đánh tan tất cả kế hoạch của mình, đó chính là dung hợp tiên mệnh trước tất cả. Mà trước khi mình chạy tới đó, hắn cũng đã nhận được sự ủng hộ của từ huyền tiên soái. Sau khi quay về tới đại xích thiên, mình đi gặp ba vị tiên tôn, hắn chắc hẳn đã đi gặp thuộc hạ trước kia của đế thích, chắc hẳn cũng hứa hẹn với bọn họ, sau đó đổi lấy sự trung thành và ủng hộ của những người kia. Cũng bởi vậy mới có chuyện vân gia tiên quân chống đối vị đế tử giả kia ở trước mặt mọi người, cũng ở trong lời nói, liều chết hành động để hắn đoạt được vị trí đế tử đây là đang mở đường cho hắn thôi đương nhiên hắn muốn thuyết phục đám người vân xa ra, ra sức trung thành cũng không khó bởi vì khi đó trên thân hắn đã có tiên mệnh lại giống như chờ ăn cả ngã về không đánh cược cả tính mệnh đúng như hắn nói tiên mệnh ở trong mắt người bình thường là lạch trời là tài nguyên cầu cũng không cầu được nhưng đối với mạch đế thị lại vĩnh viễn cũng không trở thành vấn đề bất luận là nàng hay là đế nhai đều có thể cầm tới tiên mệnh vấn đề chỉ là ở chỗ bọn họ lấy được cũng không dám một mình luyện hóa. Bởi vì làm vậy sẽ ảnh hưởng thiên nhân cảm ứng của phụ phương, bởi vì đại xích thiên chỉ có thể có vị đế tử, cho nên cho dù mình đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả, cũng chỉ là tính chờ xác định thân phận đến nữ xong mới lại dung hợp tiên mệnh, mà mình thua cũng chính là thua ở chỗ này. Hì hì, tứ tỷ, ta làm chuyện này có hơi gấp nên không thương lượng với tỷ, tỷ sẽ không tức giận chứ. Đế nhai tất nhiên cũng hiểu rõ vấn đề này, cười hì hì nhìn đế huyền, lộ mở một miệng với hàm răng trắng. Vào lúc này, con mèo say trong miệng cắt tiên lộ ra sự tỉnh táo lạ thường, lời nói nhìn như tỷ đệ thân thiết nhưng lại giống như đao kiếm đâm vào trái tim của đế uyển. Nhưng cho dù tức giận cũng không còn tác dụng gì nữa, có ba vị tiên tôn ở đây, dù sao cũng không thể dứng nhìn tỷ giết ra chứ. Đương nhiên không có khả năng giết người, ba vị tiên tôn sẽ không cho ta có cơ hội này, trong lòng đế uyển đắng chát, cảm thấy tuyệt vọng, dù là trên người đế nhai có tiên mệnh, đế uyển cũng nắm chắc giết chết được hắn dù sao túy miêu thật sự chẳng khác nào phế vật rõ ràng đường đường là huyết mạch của tiên đế lại không nghĩ tới tu hành chỉ có cảnh giới tu vi nguyên anh còn thuộc về loại tán tiên vừa mới thăng cấp mà nhìn tu vi như vậy chắc hẳn cũng là dựa vào lực lượng huyết mạch trong cơ thể mới đạt tới dạng người này thì có được tiên mệnh cũng là tiên nhân yếu nhất mình là người tu hành theo phương pháp cổ vừa qua cửu kiếp nếu như muốn giết hắn thì chỉ sợ căn bản cũng không tốt trước sức lực sẽ khó có thể làm được mà ở đại xích thiên hắn không có căn cơ còn không thể điều động được bất luận kẻ nào nhưng điều này có gì hữu dụng chứ hắn sớm dung hợp tiên mệnh nên xem như sớm đứng vững trên vị trí đế tử ba vị tiên tôn vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng sau khi hắn có tiên mệnh thì chắc chắn sẽ nhúng tay bởi vì trước đó bọn họ đều không có tiên mệnh tiên tôn nhúng tay sẽ dễ dàng bị người ta mượn cớ nhưng sau khi đế nhai có tiên mệnh liền có điều kiện trở thành đế tử vào lúc này nếu còn mặc cho bọn họ chém giết lại chính là cố ý dung túng cho nội bộ của đại xích thiên lục đục cuối cùng tất cả những điều này đều chỉ là ống phí sao ánh mắt đế uyển ngơ ngác thật sự không muốn tiếp nhận kết quả này và đến nhai thì cười sán lạn lại đơn thuần bảo đảm mình đã dễ dàng giành được tất cả lúc này đám người vân gia đang căm hận nhìn qua đế lưu ngồi trên vị trí đế tử trong mắt để sát khí mà ba vị tiên tôn với thân phận như thế không ngờ vào lúc này lại giữ im lặng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói lời nào mà ở bên trong tiên điện này lại yên tĩnh ngoại trừ ba vị tiên tôn đám người vân gia tiên quân cùng hai tỷ đệ đế uyển đế nhai này những người khác căn bản cũng không hiểu được đã có chuyện gì xảy ra trong lòng bọn họ có vô số nghi ngờ nhưng cũng cảm thấy bầu không khí trong điện không đúng bởi vậy ai cũng thông minh giữ im lặng chỉ đứng yên ở đấy lặng lặng quan sát bầu không khí trong điện càng thêm quỷ dị cuối cùng vẫn là đến lưu điện hạ ngồi ở trên vị trí đế tử kết thúc sự im lặng quỷ dị này người tranh ta đoạt thật là nóng này cũng thật sự đặc sắc hắn nghiêng người nhìn về phía trước mặt mỉm cười. Chỉ là đệ đệ và muội muội của ta, ta còn chưa có chết đâu, các người lại tranh đoạt cái gì? Ai, à, đúng vậy, một câu đó của đế lưu đã nói tới tâm khảm của chư tiên trong điện. Nghi vấn trong lòng bọn họ thực sự là đã tích tụ tới trình độ nhất định. Tuy không hiểu nội tình, nhưng bọn họ cũng nhìn thấy, hiện giờ hai tỷ đệ địa uyển và đế nhai dường như đang tranh đấu gay gắt, đoạt vị trí đế tử, vì thế cùng thi triển xào trá, hung hăng đấu một hồi, nhìn kết quả này, rõ ràng là đế uyển đã thua mèo say đế nhai bình thường thoạt nhìn giống như phế vật lại thắng tất cả chỉ là đúng như lời đế lưu điện hạ nói các ngươi cho dù có tranh kịch liệt tới mấy đấu phấn khích đến mấy nhưng hắn vẫn còn ngồi bên trên thì các ngươi tranh làm cái gì bọn họ thậm chí còn cảm thấy đế nhai đã điên rồi đế lưu điện hạ vẫn yên ổn tên phế vật có tiếng này không ngờ dám dung hợp tiên mệnh chẳng lẽ là uống nhiều đến hỏng cả đầu óc rồi à phải biết rằng trong huyết mạch tiên đế không thể dùng hai vị đế tử khi tin tức đến lưu điện hạ tái hiện thế gian truyền đến mọi người đều biết hai người bọn họ tất nhiên sẽ đánh tới người chết ta sống nguyên nhân là ở trong huyết mạch của tiên đế chỉ cho phép một người có tiên mệnh như vậy đế nhai lại lén nuốt tiên mệnh chẳng phải là muốn chết sao nhưng ánh mắt hoài nghi của chúng tiên dưới điện lại càng khiến cho đế nhai cảm thấy nực cười và những lời của đế lưu ở trên điện lại càng khiến hắn cảm thấy thú vị vô cùng sau khi vào điện cho tới lúc này hắn mới nhìn đế lưu một cái nhưng ánh mắt lại không hề có kinh ý đối với đế tử thậm chí còn mang theo vẻ trêu chọc. Ha ha, ca ca của ta, thế gian nói, hoàng đế thay nhau ngồi, sang năm đến lượt ta rồi, ngươi xem, hoàng đế còn thay nhau ngồi, huống chi là đế tử. Đại ca ngươi ngồi xong rồi, kiểu gì cũng đến phiên ta chứ. Hoàng đường, lời này vừa nói ra, không nói đến đế lưu, cho dù một số lão tiên tuổi tác đã cao ở chung quanh cũng đều nghe không nổi nữa. Có mấy người không nhịn được muốn trực tiếp gian dạy một phen, không phải bởi vì trong số bọn họ có bao nhiêu người trung thành với đế lưu mà là ở trong tiềm thức của bọn họ thật sự không chịu nổi những lời phạm thượng này với đế nhai cảm thấy đây là một loại hành vi đại nghịch bất đạo im miệng nhưng bọn họ vừa hét ra một câu như vậy đế nhai liền đột nhiên quay đầu sang hét lớn một tiếng dọa cho bọn họ đều phải ngậm miệng lại mà đế nhai thì cười lạnh thậm chí mang theo ý tứ kiêu ngạo chừa bọn họ cái đám khốn khiếp già mà không chết các ngươi con đường tu hành đã tới điểm cuối rồi mỗi ngày nói cái gì thiên nhân cảm ứng nói cái gì tôn ti trật tự thậm chí còn không để ta ở lại đại xích thiên chờ ta làm đế tử rồi người thứ nhất muốn thu thập chính là các ngươi chém đầu hết các ngươi người 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 các lão tiên quân nghe vậy ai nấy nổi giận không dám tin người thanh niên nông cạn lại hung tàn bá đạo này chính là đế tử phế vật có tiếng là tính tình tốt suốt ngày chỉ uống rượu nhìn thấy ai cũng khách khí nói chuyện cũng không dám lớn tiếng ở đại xích thiên so sánh với trong ấn tượng bộ dạng lúc này của hắn thật sự là tương phản mãnh liệt nhưng nhìn vẻ mặt vạn vẹo của hắn khiến người ta không nhịn được trong lòng run lên những lời khiển trách đến bên miệng rồi mà lại không thể nói ra được xem ra tâm tư muốn làm đế tử của ngươi không phải là kìm nén ngày một ngày hai cũng vào lúc này đế lưu trên điện cười nhẹ nhàng ánh mắt trào phúng nhìn xuống đế nhai ở phía dưới ha ha đều là cùng một cha sinh ra vậy dựa vào cái gì mà ta không thể làm đế tử đế nhai cười hì hì ngừng đầu nhìn đế lưu không trên điện dáng vẻ rất lỗ mãng đế lưu lại vẻ mặt thản nhiên vậy ngươi trước kia vì sao không dám nói đế nhai vỗ vỗ tay cười nói trước kia đại ca ở vị trí này ta sao dám nói đế lưu cười khá hiện tại thì dám nói à đế lưu trả lời với vẻ mặt thản nhiên như vậy lại khiến đế nhai càng nói càng cảm thấy cổ quái không trả lời mà bình tĩnh nhìn đến Lưu, mày nhíu chặt, lẩm bẩm. Người giả vờ tốt thật, dứt lời, không ngờ không để ý tới Đế Lưu, mà là xoay người nhìn về phía ba vị tiên tôn, vái dài thi lễ, gửi nói. Đến lúc ba vị tiên tôn xuất thủ rồi nhỉ? Xuất thủ, một câu lại khiến cho chúng tiên trong điện ai nấy đều kinh ngạc, có một số người lớn gan, thậm chí còn nghĩ đến, chẳng lẽ Đế Nhai điện hạ cấu kết với ba vị tiên tôn, muốn tạo phản? cho nên mới trực tiếp luyện hóa tiên mệnh, không sợ đến lưu điện hạ. xuất thủ cái gì? mà lúc này ba vị tiên tôn cuối cùng cũng thản nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt. đế nhai nghe vậy lại không nhịn được mà sừng sốt, lấp đế uyển một cái. chẳng lẽ thứ tỷ chưa nói với các ngươi à? ba vị tiên tôn cũng trầm mặc một lúc, vị phổ hóa tiên tôn đầu chọc dâu bạc lên tiếng. các ngươi thấy thế nào? vị tiên tôn bộ dạng đạo cô mày từ từ nhíu lại thản nhiên nói. Có lẽ là tu vi của ta còn thấp, không nhìn ra gì cả. Lão giả dâu bạc nhẹ nhàng gật đầu, dường như lời nói của đạo cô này cũng không sai biệt lắm với tưởng tượng của hắn. Sau đó hai người bọn họ liền không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên mặc trắng có địa vị cao nhất kia, hiển nhiên là đang muốn hỏi ý kiến của hắn. Lần đầu khi gặp đế tử, ta cũng phát hiện khí tức của hắn có chút thay đổi, thiếu niên mặt trắng đó trầm mặc một lúc, mới nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng vững vàng nhưng vừa rồi ta nhìn rất lâu lại phát hiện khí tức của hắn tất nhiên có biến hóa thần hồn lại phù hợp với nhục thân không có gì dị thường nghĩ kỹ lại dù sao cũng ngàn năm rồi không gặp hắn lại bị trấn áp ngàn năm trong mộ của lão quái vật thái hư tiên vương đó khí tức có chút biến hóa cũng không khó lý dài hai vị tiên tôn khác đều gật đầu hiển nhiên tán thành cách nói này của hắn sau đó phổ hóa tiên tôn liền quay đầu bình tĩnh hỏi đế uyển tin tức đó của ngươi là từ đâu mà có đế huyền cũng ngây ra một thoáng, nàng ta vốn đã lâm vào tuyệt vọng, đã không còn hứng thú với tất cả, hận không thể lập tức rút đi, nhưng nghe thấy lời nói của ba vị tiên tôn này, lại vẫn không nhịn được ngây ra một thoáng. Ta, đã nói với các người rồi, phổ hóa tiên tôn trực tiếp nói. Chỉ có lời chứng từ dòng tàn hồn đó thôi à, đế huyền ngây ra một thoáng, cũng ý thức được vấn đề không đúng, do dự một lúc mới gật đầu. Đúng vậy, sau đó phổ hóa tiên tôn liền nhìn về phía đế nhai, thản nhiên nói. Đế nhai điện hạ thì sao? Thái độ của ba vị tiên tôn này lại khiến cho trong lòng đế nhai giống như có chừng lớn đang gõ, một cỗ lửa giận không chịu khống chế sọc lên óc, lớn tiếng quát. Ba vị tiên tôn có ý gì, chẳng lẽ bằng vào tu vi của ba người các ngươi cũng không nhìn ra người ngồi bên trên là giả sao? Từ huyền tiên soái đã có được tin tức hắn là hàng giả, các ngươi còn chờ gì nữa, mau bắt hắn đi, sử dụng các loại bí pháp tất nhiên có thể chứng minh tất cả không thể để đại xích thiên ta ngay cả bản lĩnh xác nhận hắn là hàng giả cũng không có chữ ừm những lời này của hắn tuy là đang nói với ba vị tiên tôn lại lập tức khiến chúng tiên trong điện chấn kinh cái gì đến lưu điện hạ là giả đó là hàng giả sao có thể ai dám dám giả mạo đế tử chứ lần này chúng tiên trong điện nhất thời rối loạn ai nấy đều khiếp sợ mồm năm miệng mười thảo luận suy nghĩ đầu tiên của chúng tiên chính là khiếp sợ không ngờ lại có người lớn gan dám giả mạo đế tử suy nghĩ thứ hai chính là không tin bởi vì bọn họ không tin có ai thực sự lớn gan như vậy vả lại dù là bọn họ cảm ứng thế nào cũng không nhìn ra được sơ hở gì cả mà trong một mảng hỗn loạn này ba vị tiên tôn lại vô cùng bình tĩnh hoặc nói là lạnh lùng phổ hóa tiên tôn nghe xong lời nói của đế nhai thản nhiên nói từ huyền tiên soái cũng không có chứng cớ bằng không hắn đã ngay lập tức chuyển tống đến tay chúng ta rồi, hoặc là trực tiếp nhờ ngươi đưa tới. Hiện giờ nếu không truyền tống, vậy chắc hẳn trong tay hắn cũng không có chứng cứ xác thực, ngươi làm sao có thể kết luận chuyện này như vậy. Đầu đế nhai như muốn nổ tung, sắc mặt thay đổi mấy lượt, hắn ngàn vạn lần không ngờ, ba vị tiên tôn lại không trực tiếp bắt lấy đế tử già đó, ngược lại tìm hắn đòi chứng cớ, nhưng cố nén lửa giận trong lòng, vẫn bình tĩnh nói. Mặc dù không có chức cứ xác đáng, nhưng thử các phía đều chứng minh hắn căn bản chính là hàng giả nếu ba vị tiên tôn không tin sao không trực tiếp thăm dò thần hồn của hắn nhìn lén tiên phổ hóa tiên tôn nghe vậy không nhịn được lại nhíu mày một lúc vẫn không nói gì mà vị thiếu niên mặt trắng kia lăng hư tiên tôn lại bình tĩnh lên tiếng ta quả thật có thể thăm dò thần hồn của hắn trên mặt đế nhai nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nhưng lăng hư tiên tôn không đợi hắn mở miệng đã nói ngay chỉ có điều Tu vi hiện giờ của đế lưu điện hạ đã tiếp cận cảnh giới đại la kim tiên, thần hồn và đạo nguyên không thể phân ra, không thể dễ dàng xem xét, chỉ có cường hành phân tách thần hồn và đạo nguyên của hắn ra mới có thể thấy được ký ức trong thần hồn của hắn, nhưng làm vậy sẽ tổn thương tới tu vi. Của hắn, đế nhai nhất thời khẩn trương, nói Vậy ngươi mau thử đi, hắn vốn là hàng giả, tu vi tổn thương thì cũng có sao, lăng hư tiên vương cao mày, chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, nhưng nếu hắn là thật. Cái này, đế ngay lập tức nghẹn lời, một lúc sau không ngờ vẫn nói không nên lời. Hắn hiểu rõ thâm ý của lăng hư tiên vương, không ngờ có ý tứ ném chuột sợ vỡ đồ. Cho dù bọn họ nói đế tử này là giả, nhưng bất kể là hắn, hay là đế uyển, thậm chí là bao gồm cả tử huyền tiên soái nói với hắn việc này và lục long tử tàn hồn nói với đế uyển chuyện này, trên tay đều không có chứng cứ rõ ràng, tất nhiên cũng khiến ba vị tiên tôn hoài nghi chứ không thể khiến hắn chắc. Chán, mà dưới tình huống như vậy, hắn sao dám tùy ý cường hành tham dò căn nguyên này, hắn đã nói rất rõ ràng, nếu hắn cường hành tra xét thần hồn của đế lưu, nhất định sẽ tổn thương tới tu vi. Nếu đế tử đó là giả, tất nhiên tất cả đều tốt, nhưng vạn nhất hắn là thật, lang hư tiên tôn chẳng phải sẽ phạm phải sai lầm lớn sao, cho dù đường đường là tiên tôn, cũng không thể bởi vì một chút lòng nghi ngờ mà cường hành tham dò thần hồn của đế tử. Như vậy, đừng nói là ba vị tiên tôn này, cho dù là đế nhai cũng ngây đơ tại chỗ, chuyện vốn cho rằng là vô cùng đơn giản, hiện tại nghĩ lại, thật đúng là rất khó giải quyết. Chư tiên trong xích tiêu tiên điện sau khi nghe thấy lời nói của tiên quân, đế nhai, sự khiếp sợ trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm. Nếu không phải ba vị tiên tôn đều ở đây, chấn trụ cục diện, chắc chúng tiên đã mất khống chế rồi. Dù sao, lời đế nhai nói ra thật sự quá kinh người, từ vị đế tử đã biến mất ngàn năm truyền ra tin tức vẫn còn sống, rồi tới vị đế tử này đại náo thanh huyền thiên, đại náo phủ đồ thiên thang thiên đại hội, cùng với về sau tới chiến trường vượt ngoại, tranh phong với đế thích, không có cái nào là không khiến chúng tiên. Chấn động, dù sao đối với bọn họ mà nói, việc tranh phong của hai vị đế tử vạn nam chưa từng gặp này thật sự quá mức kinh người, mà đến về sau, đế lưu không ngờ lấy yêu thắng mạnh, đánh bại đế thích, lại dùng thân phận vương giả trở về, càng khiến đại xích thiên trên dưới khiếp sợ đến khó có thể hình dung, nhưng vào. Lúc này, lại có người ta nói vị đế tử này là giả, loại cảm giác tương phản mãnh liệt này thật sự khiến chúng tiên không thể tin nổi điều đó là không có khả năng nếu là giả đế thích điện hạ sao lại không phát hiện được lúc trước đại la kim tiên thanh huyền vực chủ gặp vị đế tử này đầu tiên sao lại không phát hiện được từ huyền tiên soái người mạnh nhất dưới ba vị tiên tôn của đại xích thiên cố thủ ở chiến trường vực ngoại sao cũng không phát hiện được nếu bọn họ phát hiện vị đế tử giả này sao có thể làm ra những chuyện như thế mà nếu bọn họ đều không phát hiện đế nhai sao lại dám kết luận vị đế tử này là hàng giả chẳng lẽ nhãn quang của hắn so với đám người từ huyền tiên soái và thanh huyền vực chủ còn mạnh hơn lúc này đế huyền đã nản lòng thoái chí chỉ nói ra được một câu còn lại thì đều là đế nhai nói mà thanh danh của đế nhai bình thường lại quá kém không phải mèo say thì cũng là phế vật như vậy lời hắn nói ra tất nhiên cũng không có sức đáng tin đến nỗi sau khi nói ra chuyện này chúng tiên trong miệng không ngờ không có mấy ai tin ngược lại nguyện ý tin đế nhai này đã điên rồi hơn chỉ có điều bất luận trong lòng bọn họ có nhiều nghi vấn tới mấy ba vị tiên tôn còn ở trong điện tất nhiên cũng không dám nói chen vào ba vị tiên tôn việc này là thiên chân vạn xác người này chính là hàng giả tử huyền tiên soái cũng đã nhận định điểm này chẳng lẽ các ngươi bởi vì lo lắng hắn bị thương mà không làm gì sao chẳng lẽ cứ chơ mắt nhìn hàng giả này ngồi ở đó trong một mảng không khí ngưng trọng đến nhai lại ấp tới đỏ mặt hắn cơ hồ là hét lên tới khàn cả giọng với ba vị tiên tôn thật sự không thể tin nổi đã thắng toàn bộ rồi chỉ chờ ngồi lên vị trí đế tử nhận sự cúng bái của chúng tiên, không ngờ vào lúc này lại bị kẹt, hắn cũng khó mà tin được tính toán trong lòng ba vị tiên tôn, đế lưu đó rõ ràng chính là giả. Ta đã nói tới mức này rồi, các người rốt cuộc vẫn còn do dự gì nữa, dư quang ở khóe mắt lướt qua cả điện, lập tức liền nhìn thấy đế tử già đó đang cười lạnh. Chuyện đã đến nước này, hắn không ngờ còn có thể mặt mày tươi cười, nhìn mình với vẻ đầy thú vị. Loại cười lạnh này khiến cho đế nhai trong lòng không khỏi trầm xuống, tóc gái dựng đứng. Sau đó, chính là lửa giận không thể ức chế dâng lên, hắn cảm thấy tên giả mạo đó đang ăn chắp ba vị tiên tôn là ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm gì hắn nên mới bình tĩnh như vậy, hắn là đang trả phúng mình. Điều này khiến cho trong lòng đế nhai sát khí đột nhiên dâng lên, kèo một tiếng rút tiên kiếm bên hông. Ra, lao về phía đế lưu trên điện, miệng hét lớn. Chỉ tiếc phụ vương ta đang phong quan, nếu không chỉ liếc một cái là nhìn ra hư thật, các người đã nhát gan sợ phiền phức tới vậy, để mặc cho hắn ngông cuồng. Vậy ta sẽ trực tiếp chém chết hắn. Ừm. Theo đế nhai rút kiếm, tất cả chúng tiên trong điện đều cả kinh, tách ra hai bên, lúc này, chúng tiên đều như lọt vào trong sương mù, tất nhiên biết nên làm như thế nào, đó chính là không làm gì cả. Không có gì hơn cứ thành thành thật thật đứng đó, tùy ý để tất cả phát sinh. Vù. Nhưng cũng đúng vào lúc đế nhai rút kiếm xông lên, Lăng hư tiên tôn bộ dạng thiếu niên vẫn trầm mặc lại nhíu mày, chậm rãi giơ tay lên, điểm ra một chỉ trên đầu ngón tay một đạo tiên quang bán ra cuốn lấy cổ chân đế nhai sau đó nhẹ nhàng kéo hắn về tay đè lên vai hắn lập tức khiến cho đế nhai đang phẫn nộ không thể động đậy sau đó hắn liền ngẩng đầu lên nhìn về phía trên điện thản nhiên nói chúng ta đương nhiên sẽ không mặc kệ đế nhai trong lòng vui lắm từ bỏ dãi giụa hét lớn vậy các ngươi mau bắt hắn đi lăng hư tiên tôn thản nhiên nói ta đã nói rồi với thực lực của ta, cường hành thử sẽ làm hỏng tu vi của họ, trừ phi là tiên đế xuất quan, mới có thể liếc một cái là nhìn thấu tiên nguyên mà không gây tổn hại tới tu vi thực lực, cho dù ba người chúng ta liên thủ cũng không làm được. Đế nhai nghe vậy liền ngây ra một thoáng, vội vàng nói. Vậy các ngươi mau mời phụ vương xuất quan đi, phổ hóa tiên tôn nghe vậy, cao mài nhìn về phía đế nhai, trong đáy mắt có một tia không vui. Tiên đế phong quan, người có biết là để tham ngộ cái gì không? Trước lúc hắn nhập quan đã nói, lần phong quan này của hắn liên quan đến sự tồn vong của tam thập tam thiên, đừng nói là vì chút chuyện này, cho dù đại xích thiên có cái nguy bị tiêu diệt, chúng ta cũng không thể quấy rầy lão nhân ra, đến nhai nghe xong, trực tiếp ngơ ngác nói. Vậy phải làm sao mới tốt? Phổ hóa tiên tôn và thanh tĩnh tiên tôn đều trầm mặc, hiển nhiên bọn họ cũng không có chủ ý gì hay, nhưng cũng đúng vào lúc này, lăng hư tiên tôn lại bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Có lẽ, cũng không phải không có cách nào. Cách gì? Phổ hóa tiên tôn cùng với thanh tĩnh tiên tôn đồng thời ngần ra, quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt đế nhai lại lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc trước khi đế tử đuổi theo thái hư tiên vương vào long giới, sau khi biến mất, trong tổ điện, hồn đăng đã tắt, làng hư tiên tôn suy tư, nhẹ nhàng nói. Lúc trước, chúng ta cũng bởi vậy mà cho rằng đế lưu điện hạ đã vẫn lạc, mới có chuyện tiên đế ban thưởng tiên mệnh cho đế thích về sau. Chỉ có điều, hiện tại nghĩ đến, lúc trước mệnh đăng của đế lưu điện hạ tắt tất nhiên cũng có thể là do bởi vì vào lông giới, lại bị thái hư tiên vương trần áp, sinh cơ đoạn. Tuyệt, ở giữa sinh tử, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Chỉ có điều, hồn đăng tắt là sự thật, đế lưu điện hạ giã trở về, sao không tự tay đi châm lại. Không nhắc tới những chư tiên khác, phổ hóa tiên tôn và thanh tĩnh tiên tôn nghe vậy đều ngẩn ra. Sau đó, trong lòng bọn họ khẽ động đều thầm nghĩ cũng chỉ có phương pháp này thôi đại thích thiên hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có thực lực của tiên đế mới có thể nhìn thấu thật giả của đế tử ba người bọn họ không được nhưng tiên đế phong quan không ai dám quấy nhiễu hán như vậy không thể trông cậy vào cá nhân nào được may mà bọn họ còn có biện pháp khác đế thị nhất mạch có tổ điện bên trong đặt hồn đăng của chư vị đế tử đế nữ cùng với tiên vị của tổ tiên đế thị nhất mạch cũng có nội tình hồn linh tích chữ gần trăm vạn năm của đế thị nhất mạch không phải là người của đế thị nhất mạch ngay cả đại la kim tiên cũng không thể đi vào ý tứ của lăng hư tiên tôn đã rất rõ ràng mở tổ điện để vị đế tử này đi vào châm hồn đăng nếu hắn là thật vậy tất nhiên có thể thuận lợi đi vào sau đó thuận lợi đi ra nếu hắn là giả vậy chỉ sợ vừa tiến vào tổ điện sẽ bị nội tình trăm vạn năm của đế thị nhất mạch chấn áp tuy nói tổ điện là nơi trọng yếu nhất của đế thị nhất mạch trừ tiên đế ra thì không ai có thể mở ra nhưng hiện giờ dù sao cũng là lúc tình thế đặc thù như vậy ba vị tiên tôn mở tổ điện để đế tử trùng sinh trở về đi vào trâm hồn đang cũng có thể nói được quan trọng hơn hiện giờ đây là phương pháp duy nhất để giải quyết khốn cảnh trước mắt được lăng hư tiên tôn chủ ý của ngươi rất tốt đế nhai nghe thấy lời nói của lăng hư tiên tôn sau khi hơi ngẩn ra liền hưng phấn hô to sau đó hắn dùng ánh mắt hung ác nham hiểm hung hăng nhìn về phía đế lưu ở trên điện trong mắt toàn là vài hưng phấn vào tổ điện, tên hàng già này sẽ không thể giả vờ nữa. Mà lúc này, phổ hóa tiên tôn và thanh tĩnh tiên tôn đều quay đầu nhìn về phía đế lưu, triều tiên trong điện cũng ngẩng đầu nhìn về phía đế lưu điện hạ. Đề xuất của lăng hư tiên tôn không phải là phương pháp duy nhất có thể giải quyết khốn cảnh hiện giờ, nhưng lại là một phương pháp khiến vị đế tử này không thể cự tuyệt, bởi vì đế tử chúng sinh trở về, lại tới tổ điện trong hồn đăng, cũng một yêu cầu rất hợp lý. Nếu vị đế tử này cự tuyệt không đáp ứng, vậy hắn thực sự hơn phân nửa chính là giả, Tới lúc đó, ba vị tiên tôn sẽ không do dự nữa, cho dù ném thì cũng phải ném hắn vào. Được, ta đi, nằm ngoài dự đoán mọi người, vị đế tử kia không chút do dự, đáp ứng ngay, sau đó hắn cười lạnh, thản nhiên nói. Ngàn năm không về, đại xích thiên này cũng rất náo nhiệt, ta cũng có chút hứng thú, cùng các người chơi một trận, có điều ba vị tiên tôn, trừ quân trong điện, chắc hẳn các người cũng minh bạch tính tình của ta, ta chính là đại xích thiên đế tử dưới một người trên vạn người, trừ phụ vương ra, ai dám nghi ngờ ta. Lần này, nếu ta chết trong tổ điện thì thôi, nếu còn sống trở ra, vậy người hoài nghi ta cũng nên trả giá chứ nhỉ. Người, nghe thấy những lời này, trong lòng đế nhai không nhịn được mà run lên. Cho dù là đế huyền vẫn ở bên cạnh thất ý chán nản, một câu cũng không nói cũng không nhịn được mà dựng tóc gáy, ngẩng đầu nhìn hắn, hai người bọn họ đều nghe ra sự oán giận và sát khí trong lời nói của vị đế tử này tất nhiên biết cái giá mà hắn nói là gì. Chỉ có điều, đế nhai tâm cơ xoay chuyển, liền nghĩ rằng. Hắn đây là đang cố lộng huyền hư, kéo dài thời gian. Nghĩ vậy, liền cười lạnh nói. Người cứ đi đi, nếu là giả, ta sẽ. Hắn còn chưa nói hết, đế tử không trong điện đã đứng dậy, kéo theo từng trận tiên uy, đi xuống điện, khi đi qua bên cạnh đế nhai, lại hơi dừng chân, mặt mang theo vẻ chăm chọc nhìn về phía hắn đệ đệ của ta à chuyện ngươi giỏi giả lợn ăn thịt hồ ở đại xích thiên ai ai cũng biết chỉ là ta muốn nói với ngươi rằng ngươi chắc là giả lợn lâu quá nên thực sự biến thành lợn rồi đấy